À, xin chào cả nhà, hôm nay có những khách hàng tới để trải nghiệm Labo S1 Pro. Và không, em không quay mặt anh đâu. Đấy. Ok, đây loa đã mở mic, đã gắn mic rồi nha. Mở nguồn đây này. Đấy. Em quay test thôi nhá, em không quay mặt đâu. Hai cái micro này em để thông số giống nhau đây nha. Để cho nó khách quan nào. Đấy, đây đây. Để volume mức 8 này. Cái này cũng volume mức 8 nha. Đấy, chép không này. Chép không này. Echo để mức 4 này. Echo mức 4 này. Bass không này. Bass không. Ok, anh thử đi. Anh xem cái nào nó. Đó. Edit 1 2 3 4 5 6 7. Edit 1 2 3 4 5 6 7. Edit cái hay hơn à? Anh thử tháo cái đầu chú ra. Anh đang sàn cái Labo S1 Pro đúng không? Đấy. Đấy là đầu thu. Anh tháo được cái đầu này ra. Thằng này em thay rồi đúng không? Dạ đúng không? Anh thấy tiếng nó sao? Mình thay đầu rồi nó. Nó cái này là đầu zin với nó nè. Dạ. Anh thấy tiếng nào nhỉ? Ừ, này nó hay hơn. Dạ, cái này tiếng hay hơn đúng không? Đấy, anh thử anh hát mình thấy tiếng nó được hơn nào. Anh muốn hát thử không? Rồi rồi, bật giúp mình bài đấy. Dạ. Trời ơi, ông trời ngoài.